是照旧无常，前行仍旧遍地雪霜。当四季尚在场时，能怀抱你是最大理想。现实是日夜只懂念旧，没有办法放手，只梦想跟你去其世，风再急可捉紧你手，从头开始，多多一次靠你我来重演。集上集就如排练，就让剧情缓缓改变，从头饰演一个更信爱情人选，相恋知道上集未能完事，吐尽热情重来一遍。Bộ phim Sứ mệnh 36 giờ phần 2. Tập 26. Được chứ gì? Trời ơi, chưa có được, gần nát hết rồi kìa. Mập cắt một miếng lớn hơn đi. Trời ơi, chà, cay mắt quá à. Là Tiểu Ngư cô kêu chị Tâm quay lại đó hả? Đoạn phim này phải gửi cho Mỹ Tuyết đó. Trước đây nó không đồng ý cách chăm sóc bệnh nhân của anh, cảm thấy anh thiên vị đối với Amber. Nhưng nếu nó xem được đoạn phim này, biết được anh chăm sóc dì Mơ cẩn thận, thì sẽ hiểu được anh đối với tất cả bệnh nhân đều tận tình như vậy. Thì ra là vậy. Nói sớm chút đi, tôi sẽ diễn tốt hơn nữa. Vừa rồi còn đang nổi giận, bây giờ biết nói đùa rồi hả? Hay. Thì tôi tưởng đâu là giúp hai vợ chồng hai người làm lành, thì ra là hai người giúp tôi và Mỹ Tuyết trở lại. Cảm ơn nghe. Hey, cảm ơn bản thân của anh đi. Bộ áo cưới này là của tôi tặng cho Mỹ Tuyết đó. Nhìn nè. Còn nữa nha, nó là bộ mà anh giá lại đó, coi đi. Đúng rồi hả? Là bộ áo cưới tôi giá lại nè. Sau khi Mỹ Tuyết trở về thì đem tặng cho nó nhất định cảm động lắm. Hai người tốt với tôi vậy, tôi cảm động lắm. Cho hôn cái nghe. Đấy nè. Hôn tôi được rồi, đừng hôn bà xã tôi nha. Để tôi coi. Giá lại đúng là đẹp thiệt đó, nhìn như là chưa giá vậy. Trời ơi, lấy tay của cậu ra đi, có chừng rách bây giờ. Rách nữa thì làm chức nữa một lần nữa. Biểu hiện đàng hoàng ở trước mặt Mỹ Tuyết đó. Hey. Má ơi, tụi con về nè. Về rồi hả? Má, sao tới giờ mới xong vậy? Mệt rồi phải không? Má hầm nóng canh rồi, uống xong thì đi ngủ đi ha. Cảm ơn má rồi. À, ngủ ngon nha. Diễn kịch cả ngày cuối cùng cũng khai màn hoàn hảo rồi. Nè, làm gì vậy? Nè, bỏ em xuống đi. Anh làm cái trò gì vậy? Trời ơi, làm ồn quá nghe bây giờ đó. Anh này kỳ quá. Anh này kỳ quá. Cuối cùng cũng trở về giường của anh rồi. Cái gì mà trở về giường của anh chứ? Em đã quen ngủ một mình rồi. Coi chừng đêm em đá anh lăn xuống giường. Trời, vậy anh phải ôm chặt bà xã mới được. Để bà xã không đá anh xuống giường luôn. Chia xa hơn cả tân hôn, em không nỡ đá anh xuống giường đâu. Đúng, tối nay là đêm đãi tiệc tân hôn của mình mà. Đúng đó, phải cảm ơn dì Mơ đã cho anh cơ hội. Đêm động phòng qua chút. Nhỏ tiếng một chút, coi chừng má nghe đó. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tiểu Ngư, hai người đúng là gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái nha. À phải, bác sĩ Lạc đâu? Phải rồi, tôi đã mua cà phê, cảm ơn ảnh đã tặng đá hộ phách lam cho chúng tôi. Hôm nay nhà bác sĩ Lạc có chuyện, đã xin nghỉ phép rồi. Nhà ảnh có chuyện gì vậy? Janice bị sốt cao, đã nhập viện rồi. Janice, bác sĩ Tiểu Ngư đến thăm con nè. Chào con, Janice. Chào, cô.
Nó sao rồi? Chẩn đoán ban đầu là cảm mạo phát sốt, nhưng mà tình trạng chi tiết thì phải đợi có báo cáo mới biết được. Janis, có phải con không chịu nghe lời tối ngủ không đắp mền cho nên bị cảm không? Không phải là tôi sơ sót. Trước đó nó thức đêm gấp hạt giấy cho bé Tinh, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của nó trắng bệch rồi. Mấy ngày trước nó bị ho, tôi nên đưa nó đi khám bác sĩ sớm hơn. Không phải lỗi của em mà, mọi người đều có trách nhiệm hết mà. Nếu nó trách nhiệm, không phải tôi và Lockman, không phải tôi và Lockman được càng tệ sao? Chúng tôi là bác sĩ mà. Còn khờ quá đi. Thấy không khỏe hết tại sao lại không chịu nói? Con phải sợ mọi người lo lắng cho nên không chịu nói có phải gì không? Con tưởng là chỉ cần uống thuốc cho hết ho thì sẽ không sao. Được rồi, đừng nói nữa. Tình hình hiện giờ của Janice chưa chắc có thể trở về anh làm phẫu thuật đúng hẹn đâu. Vậy phải làm sao đây? Bác sĩ Lạc đã có báo cáo xét nghiệm của Janice rồi. Bác sĩ Tiền và bác sĩ Tô hội chẩn, họ đang ở phòng hội nghị chờ anh đó. Được, tôi đi thôi cô. Không sao đâu. Tôi và bác sĩ Tô đã nghiên cứu phim X-quang tim của bệnh nhân, phát hiện tim của cháu có hiện tượng phình to. Dựa theo bệnh án của cháu, rất có khả năng đã bị suy tim, và nhanh chóng làm phẫu thuật cho cháu. Có thể lập tức bay dành làm phẫu thuật không? Bệnh nhân cứ tiếp tục hen suyễn, chưa chắc có thể chịu được áp suất trên máy bay. Chúng tôi đề nghị anh để cháu ở lại Hồng Kông tiếp nhận trị liệu sẽ tốt cho cháu hơn. Công ty hàng không vì lý do an toàn cũng sẽ không để bệnh nhân lên máy bay. Do trước đây bệnh nhân từng thay van tim một lần, cho nên lần này làm lại nguy cơ sẽ lớn hơn. Tỷ lệ tử vong là từ 3-5%, mà cơ hội thay lại van tim hai lá thành công chỉ có 5% thôi. Nếu như phải thay van tim, một là thay van kim loại, hay là thay van động vật. Thay van tim kim loại, bệnh nhân cả đời đều phải dùng thuốc chống đông máu, chịu tác dụng phụ, quan trọng nhất là làm cho thai nhi sau này của bệnh nhân có dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện sinh sản sau này của cháu, thậm chí là không thể có con. Nếu như thay van tim động vật, tuy rằng chỉ cần dùng thuốc chống đông máu 1 năm, nhưng mà Janice vẫn còn rất nhỏ, sự trao đổi chất nhanh. Van tim động vật nhất định sẽ vô quá, có nghĩa là đến lúc đó Janice phải làm phẫu thuật lần thứ 3. Đến lúc đó thì tỷ lệ tử vong sẽ là 10%. Cũng tức là chúng tôi đã không còn lựa chọn. Bác sĩ Lạc, anh có muốn bàn bạc với Moon không? Tôi sẽ nói với cụ. Tôi nghĩ là lựa chọn cuối cùng của cụ cũng sẽ giống tôi. Bác sĩ Tiểu Ngư, có phải con sắp chết rồi không? Con khờ quá. Đừng có suy nghĩ lung tung. Chỉ là cơ thể có chút bệnh, không thể chết đâu. Phải đó. Trước đây bé Tinh bệnh còn nghiêm trọng hơn cả con nữa. Cũng trị xong rồi, không sao đâu. Mọi người có thể nói với con không? Người sau khi chết sẽ đi đâu? Con tự xem một quyển sách nói người sau khi chết sẽ xuống âm tào địa phủ gặp Diêm La Vương. Con nói những người nói dối lúc còn sống sẽ bị cắt lưỡi. Có phải thật như vậy không? Khờ quá, không phải thật đâu, lừa con nít thôi. Cho dù là thật đi nữa, con cũng không sợ. Tại vì con và ba đã nhận nhau rồi. Dì và ba cũng làm bạn rồi. Như vậy mới là hạnh phúc nhất, là trọn vẹn nhất. Cho dù bây giờ có bắt con chết, bắt con đi gặp Diêm Vương, con cũng không sợ. Nhưng mà con sợ nhất là phải uống canh mạnh bà. Con sẽ quên hết mọi người. Con không muốn quên mọi người đâu. Janice, đừng sợ con. Ba con là bác sĩ mà, là đối thủ của Diêm Vương. Ba sẽ không để cho con có chuyện gì đâu. Ba sẽ đích thân chữa cho con. Ba, ba đừng có lừa con nữa. Ba có thể làm phẫu thuật cho con không? 3 tháng trước ba biết con có chuyện. Ba đã nộp đơn xin chuyển qua khoa ngoại lồng ngực rồi. Đến lúc đó ba sẽ ở bên cạnh con trong phòng phẫu thuật cùng con đối mặt. Hay quá.
bên cạnh con, chắc chắn con sẽ không sao. Em nói muốn về nhà, đưa em tới đây làm gì vậy? Đưa em về nhà, em chỉ suy nghĩ lung tung thôi. Janice hiện giờ như vậy, không lẽ muốn em cười sao? Em không cần thiết phải nghĩ tình hình của Janice quá nghiêm trọng. Hơn nữa em cũng từng viết rất nhiều câu chuyện cổ vũ an ủi lòng người mà. Buồn bã đâu có giúp ích được gì đâu. Đúng, đúng là em đã viết nhiều chuyện khích lệ mọi người, an ủi mọi người. Nhưng mà lần này em thực sự không an ủi được mình. Bạn bè mà, bạn bè thì phải như vậy thôi. Em không thể khống chế bản thân. Hễ em nghĩ đến sau này nó không thể sinh con, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của nó, thì quả thật em rất khó chịu. Em suy nghĩ nhiều để làm cái gì chứ? Cả tương lai bản thân của mình cũng không biết được, huống hồ tương lai của nó. Nó sẽ có hạnh phúc của chính mình. Nếu nó thật sự để tâm có sinh con được hay không, mới quá thì nhận nuôi đứa con. Bây giờ con nuôi là chuyện bình thường mà. Bản thân em cũng từng nói, người không mặc phải trải qua rất nhiều lần thử thách mới tìm được tình yêu và hạnh phúc của chính mình. Nói không chừng đã chính là thử thách của Janice đó. Điều bây giờ em nên làm là Janice hiện giờ rất cần sự chăm sóc và giúp đỡ, đặc biệt là em và Lukman là người thân nhất của nó. Cho nên em nhất định phải phấn chấn lên, có hiểu không? Đúng. Chúng ta nên dũng cảm, kiên cường mà tiếp tục sống, mới có thể giúp cho Janice vượt qua ải nạn này. Vào đi. Bác sĩ Lạc. À, Tiểu Ngư, tìm tôi có chuyện à? Vào đây ngồi. Thực ra tôi muốn hỏi anh, thì ra 3 tháng trước anh đã sắp xếp việc chuyển qua chính là vì biết được tim của Janice có vấn đề sao? Lúc đầu tôi biết được Janice có bệnh suy tim, tôi muốn vì nó làm chút chuyện, cho nên lúc đó tôi đã xin phép rồi. Tin tức này đối với Janice mà nói tuyệt đối là một tin tốt lành, nhưng với tôi mà nói thật sự là một tin rất xấu. Về những kiến thức khoa bệnh lý, tôi còn có rất nhiều chỗ muốn học hỏi ở anh. Bộ con muốn làm đệ tử chân truyền của tôi sao? Đương nhiên rồi. Tôi chỉ là chuyển khoa, không phải là chuyển viện. Sau này vẫn có rất nhiều cơ hội gặp mặt nhau mà. Ban đầu tôi lựa chọn khoa bệnh lý là vì anh truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi. Cũng chính anh khiến tôi càng yêu thích khoa này hơn. Bởi vậy cho dù sư phụ anh không ở lại khoa này, sau này tôi gặp phải khó khăn tôi cũng sẽ không khách sáo mà hỏi anh đâu. Hoan nghênh cô. Có thể nhận được đồ đệ giỏi như cô đây, tôi cũng rất là tự hào. Nếu như chúng ta có duyên như vậy, nè, mấy thứ này có thể gọi là bí kíp võ công nhiều năm nay của tôi đó. Bây giờ tôi mang chúng truyền lại hết cho cô. Cho tôi hết hả? Ừ. Cô có biết vì sao lúc đầu tôi chuyển từ khoa tim đến khoa bệnh lý không? Vì anh sợ đối mặt với bệnh nhân, càng sợ đối mặt với tình cảnh sinh ly tử biệt. Đúng một nửa. Năm xưa lúc má Janice mắc bệnh, tôi thực sự rất là sợ chữa trị cho cổ. Cổ càng tin tưởng tôi vô điều kiện thì áp lực của tôi càng lớn, sợ là không chữa lành được. Cuối cùng tôi vẫn phải nhờ bạn của mình chữa trị cho cổ. Đáng tiếc cuối cùng má Janice vẫn ra đi. Thực ra có rất nhiều bác sĩ đều từ chối khám bệnh cho người nhà của mình. Anh không cần cảm thấy áy náy. Thực ra thì tôi chuyển đến khoa bệnh lý là có một nguyên nhân khác. Đó là tôi rất muốn tìm ra bệnh của má Janice năm đó, để xem có phương pháp trị liệu nào tốt hơn không. Tôi không muốn có người phải chết vì loại bệnh này nữa. Đáng tiếc nhiều năm nay vẫn chưa tìm được. Cho nên lần này anh muốn đích thân chữa trị cho Janice, bù đắp cho sự áy náy và hối tiếc đối với vợ của mình. Chuyện năm đó mà tôi không làm được cho má Janice, hy vọng lần này có thể làm được cho Janice. Tôi mang những tư liệu nghiên cứu này giao cho cô, hy vọng là cô tạo ra được thành tích tốt để sau này giúp đỡ càng nhiều bệnh nhân hơn.
Tuy rằng tôi không biết là mình có thể đảm nhận được hay không, nhưng mà tôi nhất định sẽ cố gắng không khiến sư phụ thất vọng đâu. Cái đĩa CD này cũng tặng cho cô luôn. Sau này khi cô đối mặt với hình ảnh tế bào mà không tìm ra manh mối gì, cô có thể mở lên nghe, chắc sẽ giúp ích được. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, anh phải cố lên. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tôi ra ngoài trước đi. Đưa con bé đi đâu vậy? Đi làm kiểm tra. Sao rồi, tìm được Long Minh chưa? Anh làm sao vậy? Mới sáng sớm thì đã đi ra ngoài, không đến quán cà phê cũng không đến bệnh viện, điện thoại cũng không chịu nghe, tin nhắn không trả lời. Anh làm cái gì vậy chứ? Đi đâu mất tiêu à? Đừng nóng lòng như vậy mà. Có thể anh chỉ đi gần đây thôi mà. Lúc chị Hai qua đời cũng vậy, không nói một tiếng nào, đi biệt tâm luôn, tìm hoài không được. Lúc mà anh chỉ là vậy đó, ra nấy cực kỳ chán nản thì sẽ mất tích rồi tự kỷ. Năm xưa lúc ba má của anh qua đời, ảnh tự kỷ hết 3 năm. Lúc giờ ảnh qua đời là một tuần lễ. Tôi tin chắc lần này, chắc chắn là ngày mai ảnh sẽ xuất hiện thôi. Mong là như vậy đi. Anh Sinh. Chào anh. Sao em biết anh đang ở đây? Là con sao trong bụng của anh nói với em đó. Ra biển hả? Cho em đi với. Lên đi. Chỗ này thật là rất dễ chịu. Anh thật biết hưởng thụ nha. Nói thật cho em nghe đi, anh đã dẫn bao nhiêu cô gái lên đây rồi? Rất nhiều năm trước, sau khi ba má anh qua đời, anh đã quen với cô độc. Từ trước đến giờ, chỉ có một mình anh đối mặt với đau khổ. Bắt đầu từ lúc đó, anh đã nhận định đời người rất tàn khốc. Con người vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Vì vậy anh cho rằng chỉ cần không bạn bè, không người thân thì không cần chịu dày vò nữa. Đúng, người thân là xa chúng ta thật sự rất đau khổ. Trước đây lúc em thấy đau khổ đều có anh Quy ở cạnh em. Đáng tiếc là sau này anh mất rồi, em hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết con đường sau này làm sao tiếp tục đi. Nhưng mà em lại rất may mắn, lúc đó có anh bên cạnh của em ủng hộ cho em mới đứng vững được đó. Lúc còn sống, Mavis rất tốt với anh. Là cổ đã khiến cho anh hiểu được thế nào là tình yêu. Khi anh cho rằng bản thân có thể quên được những đau khổ trước đây, thì cô ấy lại rời xa anh. Lúc đó anh thực sự rất đau khổ, không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với người nhà cổ ra sao, không biết làm sao ăn nói với họ rằng anh không cứu được con gái họ. Anh cũng không can đảm nhìn mặt Janice và nói với nó rằng ba của...
vọng lần nữa sao? Khiến chính mình hối hận một lần nữa sao? Bản thân anh chính là một bác sĩ chuyên về tim mạch rất xuất sắc. Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của anh, các phẫu thuật này cơ bản không làm khó được anh. Cho bản thân một chút lòng tin đi. Lỡ như phẫu thuật thất bại thì sao? Lỡ như Janice cũng giống như má của nó chết trên giường phẫu thuật thì sao đi? Lần này sẽ khác. Tại vì lần này không phải như lần trước nữa. Anh cũng không phải là Lạc Giang Sanh của trước đây. Thời gian sẽ khiến người ta thay đổi. Thời gian sẽ khiến chúng ta gặp phải những người chưa từng gặp qua bao giờ, trải qua những chuyện chúng ta chưa từng trải qua, hoặc là đến một số nơi chưa từng đến qua. Những sự trải nghiệm này đều sẽ khiến chúng ta từ từ thay đổi, trở thành một người không giống lúc trước nữa. Khoảng thời gian này anh chịu nhận lại Janice, anh chịu nói xin lỗi với nó, anh chịu chuyển về khoa ngoài lồng ngực, hứa sẽ làm phẫu thuật cho nó. Anh đã thay đổi rồi, cho nên anh không cần lo sợ về những chuyện buồn trước đây nữa. Phẫu thuật lần này chỉ cần anh hồi phục lại đúng trạng thái tỉnh táo nhất khi làm việc, chắc chắn sẽ thành công. Em nói rất đúng. Trước đây em quá vô dụng, quá ích kỷ. Anh đã tổn thương Janice, đã tổn thương Moon và người nhà của cô ấy. Anh nên làm gì đó rồi. Anh sẽ không trốn tránh nữa. Anh phải nhớ kỹ, cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng được, anh cũng không còn cô đơn nữa. Vì đã có em ở cạnh anh rồi. Cảm ơn em Thiên Nhi. Trước khi quen biết em, anh tưởng rằng trái tim anh đã chết rồi. Có thể quen được em là ông trời đã ban cho anh món quà lớn nhất, là lòng nhiệt thành đối với cuộc sống của em, cảm động anh, thay đổi anh, khiến cho cuộc sống của anh lại tràn đầy hy vọng. Chà, coi cái gì mà nhập tâm dữ vậy. Một trường hợp chỉnh hình từ khoa xương gửi qua, bước đầu nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư xương, nhưng mà em lại không chắc chắn nên mới mang về nhà xem. Mấy chuyện này thì nên làm ở bệnh viện, về nhà rồi thì nên tiếp ông xã chứ. Nếu như bệnh nhân không phải là ung thư xương mà em lại nhìn không ra được, thì người đó sẽ bị khoa xương chiếu theo phán đoán của em mà cắt bỏ một bên chân. Anh vì muốn bản thân được vui sướng mà để người ta đau khổ một đời sao? Anh chỉ nói giỡn, muốn em thư giãn thôi. Em cũng muốn thư giãn vậy, nhưng mà sau khi bác sĩ Lạc rời khoa, em cảm thấy áp lực rất lớn. Nhất là gặp phải lớp mô mềm và khối u hệ thống tạo máu hạch bạch huyết. Nếu như là ung thư biểu mô, tế bào ung thư sẽ nhìn tương đối xấu, hoặc là hình thái sinh trưởng sẽ phá hoại tổ chức mô bình thường. Nhưng lớp mô mềm và khối u hệ thống tạo máu hạch bạch huyết khó mà phân biệt được, nó thay đổi theo phản ứng hay là theo ác tính. Mỗi khi gặp phải những vấn đề này, em đều đi hỏi bác sĩ Lạc ngay lập tức. Nhưng bây giờ anh đi rồi, em sợ mình phán đoán sai lầm. Anh cười cái gì chứ, cười mỉa em sao? Anh không có cười mỉa em. Nhìn em như vậy, anh lại nghĩ tới bản thân. Lúc mới vừa làm bác sĩ thực tập nội trú, anh nhớ lần đầu tiên làm phẫu thuật mổ não. Đêm trước đó anh không ngủ được, anh rất lo là mình sẽ phạm sai lầm, khiến bệnh nhân không may tử vong. Kết quả hôm sau mà hai con mắt Banda vô phòng phẫu thuật, bị tiền bối mắng cho một trận luôn. Anh tự tin như vậy mà cũng lo tới mất ngủ luôn sao? Thực ra trị bệnh cũng giống như bước trên dây, thận trọng từng bước. Nhưng chỉ cần tin tưởng bản thân, tin tưởng những thứ mình đã cực khổ học được, chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề. Anh tin tưởng bà xã anh nhất định chú tâm học được rất nhiều từ bác sĩ Lạc. Cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải có lòng tin. Hả? Nè, chuyện bây giờ em cần làm là nghỉ sớm một chút, ngày mai tiếp tục, có biết không? Biết rồi. Lại đi.
Mỗi khi gặp phải những vấn đề này, em đều đi hỏi bác sĩ Lạc ngay lập tức. Nhưng bây giờ ảnh đi rồi, em sợ bản thân phán đoán sai lầm. Sao rồi, xem lâu vậy vẫn chưa nghĩ được gì à? Bác sĩ Lạc, đúng đó, tôi vẫn chưa thể phân biệt được tế bào này có phải ung thư xương hay không. Đưa tôi xem. Nè, bệnh nhân này đã từng bị chấn thương. Cô biết đó, xương cốt cũng là tế bào. Sau khi chấn thương sẽ có hiện tượng trao đổi chất. Những tế bào mới trong giai đoạn tái tạo nào đó sẽ có điểm tương tự với tế bào ung thư, phải không? Phải. Vì vậy tôi không thể xác định tấm hình tế bào này rốt cuộc có phải là ung thư xương không, hay chỉ là sự sinh sôi hoạt tính trong tế bào sau chấn thương thông thường thôi. Tốc độ tái tạo của tế bào cũng có phân chia nhanh chậm mà. Phải ha. Nếu như bệnh nhân chỉ bị chấn thương thông thường thì tôi sẽ tìm được một số tế bào trưởng thành. Nếu như là ung thư xương mà nói thì tôi không tìm được rồi. Tìm được rồi, tôi tìm được tế bào trưởng thành rồi. Bác sĩ Lạc, cảm ơn anh. Tiểu Ngư à, bác sĩ Lạc đã chuyển khoa rồi mà. Cấp trên mới, mấy ngày sau sẽ nhậm chức. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Tuy rằng bác sĩ Lạc đã chuyển khoa, nhưng những gì anh dạy cho tôi vẫn còn ở đây. Không nói với cậu nữa, tôi đến khoa xương báo cáo. Bà xã, tối nay vợ chồng mình đi ăn món Pháp chúc mừng đi hả? Chúc mừng gì vậy? Trước tiên chúc mừng bà xã anh, cho dù không còn lóc men ở đó cũng giải quyết được tất cả vấn đề. Tiếp theo là chúc mừng anh, ông xã em cuối cùng cũng tìm được hay vậy mắc bệnh gì rồi. Em lúc nào cũng nói ông xã của em lợi hại lắm. Đại giới, đại giới. Chuyện gì? Trời quá giang xe. Còn có biết cản trở người ta hẹn hò còn hơn là đốt nhà người ta hay không hả? Đừng có nghiêm trọng dữ vậy chứ. Anh Tây, rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Sao không hẹn xa xa đi chung? Cổ bận quá, cứ lo chuẩn bị hoạt động. Vậy sao không giúp người ta? Hẹn hò đâu nhất định phải đi ăn cơm xem phim dạo phố chứ. Mấy người không hiểu rồi. Tôi thật sự không hiểu được cổ nữa. Vừa mới bắt đầu, từ từ hòa hợp thôi. Đúng đó, như xa xa nói vậy, phải cảm thấy vui vẻ, hưởng thụ từng phút giây. Bây giờ cậu cứ thử ngồi một chỗ lo lắng nơm nớp đi, cũng thú vị lắm mà nha. Tôi chính là thích cá tính này của xa xa. Tuy là có những lúc không biết là cổ đang nghĩ gì, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tìm hiểu cổ. Sẽ có một ngày tôi sẽ càng ngọt ngào hơn mấy người. Ba đâu rồi? Tôi cần ba. Ba ơi, ba ơi. Sao vậy con? Janice, ba đây nè. Con sợ sau khi nhắm mắt rồi sau này không được nhìn thấy ba nữa. Không có đâu, ba đã hứa rồi, ba sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Con sẽ không chết chứ? Đương nhiên là không. Nè, lát nữa chích thuốc xong á, ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy mở bừng đôi mắt ra thì sẽ thấy được ba rồi, được không? Được, con tin ba. Ba có thể chích cho con không? Được, để đó tôi. Janice, nắm chặt tay lại nè. À đúng rồi. Nè, bây giờ ba khử trùng da trên tay của con, sẽ có cảm giác hơi lạnh một chút ha. Xong rồi, bây giờ đó, sẽ thấy hơi nhói nhói, giống như là bị muỗi đốt vậy đó. Bây giờ thì bác sĩ gây mê sẽ gây mê cho con. Con ngoan ngoãn ngủ một giấc nha. Có thể bắt đầu. Lập tức hạ thấp đầu giường xuống. Bệnh nhân làm phẫu thuật tim, sợ nhất là tụt huyết áp. Giúp tôi phát bài hát đó nghe. Janice, con hãy dùng trái tim lắng nghe bài hát này. Đây là bài hát đầu tiên mà ba dạy con hát đó.
là bài hát mà ba má và Janice thích nhất, đúng không con? Mọi người đều đang ủng hộ con. Con phải cố lên. Chỉ cần dùng trái tim lắng nghe là có thể nghe thấy rồi. Có thể bắt đầu. Đầu tiên, trước khi phẫu thuật tim, cẩn thận tách niêm mạc tim ra, sau đó mở tâm nhĩ trái ra, cắt bỏ van hai lá bị trào ngược nghiêm trọng, thay vào một van tim kim loại nhân tạo thay thế các chức năng bình thường của van hai lá. Bệnh nhân sau lần phẫu thuật trước, do không khâu lại màng ngoài tim, cho nên tim mạch trực tiếp dính vào xương ức. Khi xương ức và tim dính chặt vào nhau, một chút sơ sót cũng có thể cắt trúng tim. Điều bây giờ có thể làm chính là mở vết thương trên đùi bệnh nhân, chèn ống huyết quản theo mạch máu trên đùi, kết nối với máy tim phổi nhân tạo, đợi tim có chút thu nhỏ một chút mới tiếp tục làm được. Đề nghị của bác sĩ Tiền đúng là rất có lý. Nhưng mà Janice là một cô bé hoạt bát hiếu động, nếu như trên đùi có thêm một vết thương, tôi sợ là sau này sẽ ảnh hưởng đến năng lực vận động của nó. Lúc tôi ở khoa ngoại lồng ngực tại nước ngoài, chuyên phụ trách loại phẫu thuật tái tạo lại tim mạch. Hay là để tôi thử xem, trực tiếp giúp nó tách tim và niêm mạc ra. Được, phần này giao cho anh. Giao. Bây giờ tôi dùng tay cách một lớp gạc, nhẹ nhẹ ấn lên tim bệnh nhân. Như vậy thì có thể tách mạch phẳng ra. Bác sĩ Tiền, thì ra quả tim không chỉ dính vào xương ức mà còn dính vào phổi trái. Hơn nữa, vị trí niêm mạc rất sâu, dựa vào mắt thường không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Nếu càng cố tách thì sẽ xuất huyết, lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ Lạc, anh thấy thế nào? Hay làm gì? Tôi thử tiếp tục làm tiếp, không làm phẫu thuật bắt cầu động mạch trước, vì tâm nhĩ trái dính liền với phổi trái. Bác sĩ Lý liên tục cấp oxy, tôi rất khó làm phẫu thuật phân tách. Bác sĩ Lý, tôi muốn anh nâng lượng oxy phổi tăng lên đến 100%. Sau đó tôi sẽ tạm dừng cấp oxy cho bệnh nhân. Đã rõ. Tạm thời không cho oxy vào phổi, sau khi thu nhỏ có thể tiến hành phân tách, lại không kéo dài thời gian bắt cầu động mạch. Nói rất đúng. Bác sĩ Lý, tạm dừng cấp oxy. Đã hoàn toàn tách ra rồi. Bác sĩ Tiền, giao cho anh. Dụng cụ mở lồng ngực. Bắt cầu động mạch. Kẹp chéo. Cho thuốc ngưng đập. Lấy kẹp chéo ra. Chấm dứt bắt cầu. Tim đập rất tốt. Sao rồi hả Lộc? Phẫu thuật rất thành công, nó không sao rồi. À, cảm ơn mọi người. Không cần.
Cảm ơn anh rồi. Chúc mừng, mày chúc mừng. Rồi ở trong đó. Lần này thật sự phải cảm ơn bác sĩ Tiền, nhờ do anh hết. Đừng khách sáo, có anh giúp đỡ mới thuận lợi như vậy đó. Hai người đừng khen ngợi nhau nữa. Lần này quay nhất là hành tây đó, có thể học hỏi hai bác sĩ lớn rồi. Cậu phải nói. Bây giờ con bé phẫu thuật thành công rồi, đêm nay chắc chắn sẽ ngủ được ngon giấc. Không chỉ đêm nay đừng ngủ ngon đâu, sau này đều có thể đó. Hay là vậy đi, hôm nay vui vẻ như vậy, tối nay cùng nhau ăn cơm chúc mừng đi ha. Nè, tôi kêu xa xa đi, anh có để ý không? Không thấy không kêu cô đến. Alo xa xa. Tiên Nhi à, tối nay cô có rảnh không? Chuyện gì vậy? À, là xa xa hả? Anh cho tôi nghe với. À, cô đợi một chút, anh ta tìm cô. Cảm ơn. Xa xa, anh làm phẫu thuật xong rồi, em đang ở đâu? Gần đây em thường hay bận hoạt động tình nguyện, chúng ta không có dịp gặp mặt. Hay là tối nay cùng nhau chúc mừng Janice phẫu thuật thành công đi. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tối nay em không được. Em đã hẹn Thi Nhi bằng một số việc. Anh chơi vui vẻ nha, đừng có nhớ tới em đó. Ờ, vậy thôi ha. Cuộc sống ngắn ngủi, nếu như ngắn ngủi một cách có ý nghĩa thì mình đã thấy mãn nguyện rồi. Mình muốn làm một buổi lễ ấp cúng tưởng niệm cuộc sống của mình. Xa xa. Chào cô. Muốn uống chút trà hoa cô? Không cần đâu. Trời ơi, nhiều đồ đạc như vậy. Trung tâm tình nguyện mở tiệc hả? Có cần tôi giúp đỡ không? Thật ra đây là tiền của tôi đó. Tôi nghĩ đến lúc phải làm rồi. Đợi đã, ý của cô là... Chính là ngày mai. Cô có đến không? Sao vậy em? Xảy ra chuyện gì vậy? Em ngồi đây đi, anh rót ly trà cho em. Nếu như thật sự xem trọng tôi thì sẽ không mắc bệnh mà không chữa. Anh muốn tôi nhìn những người xung quanh từng người lần lượt ra đi sao? Anh Quy cũng vậy, bé Tinh cũng vậy, Xa Xa cũng vậy. Thân là bác sĩ mà chỉ biết dương mắt nhìn người thân của mình chịu sự dày vò của bệnh tật mà không thể làm gì được. Thứ cảm giác này thật là khó chịu. Thiên Nhi lấy lại hy vọng thì tôi yên tâm rồi. Tôi hy vọng anh cũng giống như cũ, bằng chuyện cổ tích của tôi tiếp nhận lời chúc phúc của tôi dành cho hai người. Hiện thực là hiện thực, cổ tích là cổ tích. Ở trong hiện thực tuyệt vọng chính là tuyệt vọng. Ê, tôi cũng có bệnh nan y mà, cũng có thể sống tích cực, đem lại hy vọng cho người khác mà. Nếu như em muốn nói, có thể nói với anh. Xa Xa bị sao vậy? Sao anh biết là cổ? Thực ra không khó đoán đâu, nhưng tới giờ cô ấy không muốn có người vì chuyện của mình mà cảm thấy đau khổ. Em chỉ hứa là không nói ra bệnh của cổ thôi, nhưng mà có thể nói về cảm giác của em mà. Xa
Xa Xa là một trong những người quan trọng nhất trong đời của em. Cô ấy là món quà tuyệt vời mà ông trời ban cho em. Từ trước tới giờ em làm việc rất là hấp tấp, rất dễ nổi nóng, lúc nào cũng giận dỗi. Là Xa Xa dạy cho em, là Xa Xa dạy em làm người có thể thả lỏng một chút, có lúc có thể ngừng hẳn lại, không phải chuyện gì cũng phải nhanh. Tụi em là bạn học cùng cấp ta. Vào ngày khai giảng cấp 3, cô ta đứng trước cửa nhà vệ sinh chặn em lại, nói với em có một miếng khăn giấy dính trên váy của em. May mà có cổ nhắc em, nếu không đi vào lớp chắc chắn bị bạn bè chọc ghẹo thôi. Sau đó giáo viên sắp xếp tụi em ngồi chung một bàn, tụi em nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân. Thầy giáo còn cười ghẹo tụi em, một đứa chậm ba nhịp, một đứa nhanh ba nhịp. Kết quả nhanh ba nhịp đã làm bác sĩ, đáng tiếc chậm ba nhịp đã trở thành bệnh nhân. Từ trước tới giờ, cho dù xảy ra chuyện gì, Xa Xa đều ở cạnh em. Trước đó anh Quy có chuyện, bé Tinh có chuyện, cô ấy đều ở bên cạnh em, cho em rất nhiều hy vọng, rất nhiều khích lệ, hỗ trợ rất nhiều. Bây giờ em không sao rồi, bé Tinh không sao rồi, em cũng đã có anh. Em rất muốn cô tiếp tục ở bên cạnh em, chia sẻ niềm vui này. Nhưng mà em không biết. Đông phu ca sĩ chiều vào màu sắc, chim hằng nhìn câu phiên đề sẽ sao. Đông sĩ con sẵn trôi tràn xì, nâng hoài phố nế sĩ trôi tài lý sáng. Yên sĩ sĩ hoàn luyện quán phân biệt hậu, một yêu lệnh khi trôi châu. Yên sĩ sĩ yết nghệ chỉ đúng nguyên gầu, một yêu bạc phạt phong sâu. Chỉ mong sáng cơn lì hơi đầy say, phong dòi cơ hô chúc gắn lì sâu. Trong thầu hối chi, đô đô yết chỉ cao nì ngô lời trồng yên. Đô đô yết chấp xuân chấp châu yu bài lì, châu yên kết tình hồn hồn cõi biên. Trong thầu sĩ yên, sĩ yên yết có cân xuân ngôi tình yên xuyên. Xuân yên chỉ đô xuân chấp mi lần yên xuyên, thấu chân yết tình trong lời yết yên.